Xin chào quý khán giả của báo Tiếp Thị Gia Đình. Lâu quá rồi không có được xuất hiện trên tạp chí cũng giống như là có những bài phỏng vấn giao lưu với quý vị. Thì sẵn đây, nhân dịp này thì Vân lại một lần nữa cảm ơn báo vì đã cho Vân cơ hội quay trở lại. Và đặc biệt hơn nữa là trong tháng này thì quý vị sẽ cùng Vân đến với là một bộ phim mới nhất của Vân. Đó là bộ phim Lửa Phật. Đối với Lửa Phật thì phải nói là đã 2 năm hơn rồi từ bộ phim Bảy Rồng thì Vân không có xuất hiện lại trên màn ảnh với vai trò đả nữ. Thì lần này xuất hiện lại trong Lửa Phật thì có thể quý vị khi ra xem phim thì quý vị sẽ thấy rằng là Vân đã phải tập luyện rất là nhiều cho những cái vai diễn cũng giống như là những màn đánh đấm trong bộ phim. Lần này đến với Lửa Phật thì Thanh Vân phải đối mặt với 3 người đàn ông cũng giống như là 3 người nghệ sĩ lớn, 3 diễn viên rất là lớn, đó là anh Dustin Nguyễn, diễn viên Thái Hòa và diễn viên Hollywood Roger Yuan. Đây là 3 người phải nói là có kinh nghiệm dày đặc trong phim trường cho nên Vân cảm thấy rất là, thứ nhất là rất là vinh dự, thứ hai là rất là háo hức và hồi hộp để xem bộ phim Lửa Phật lần này.